Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và xin chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe. Cuối tuần lễ này, đầu tuần sau là ngày lễ cựu chiến binh. Và thứ Sáu tuần này, Lộc và Loan sẽ có một buổi livestream nhỏ nhỏ để gửi tặng quý vị những bài hát về người lính. Với chủ đề Anh không chết đâu em, xin quý vị hãy gửi lời yêu cầu cho Tam Ca Bất Chấp. Và sau bản tin chính, cứ mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Gần 10 nhà hàng người Việt ở vùng Lido Sài Gòn, miền Nam California bị cháy rụi. Một người đàn ông lãnh án tù sau khi bị đặt rằng trung tâm quân sự Hoa Kỳ ở miền Nam California sẽ bị tấn công. Phi cơ rớt bên ngoài phi trường Arizona, đụng vào xe hơi, 5 người thiệt mạng. Gió Santa Ana quay trở lại, nguy cơ cháy rừng gia tăng ở miền Nam California. Hàng ngàn cư dân quận Ventura, miền Nam California buộc phải di tản do cháy rừng lan nhanh. Dự luật 36 được thông qua với phiếu bầu áp đảo tại California, đảo ngược một số chính sách mềm mỏng đối với tội phạm. Chính quyền Tổng thống Biden đang lên kế hoạch ứng phó với làn sóng di cư có thể xảy ra trước khi Tổng thống đắc cử nhậm chức. Bộ Tư pháp tìm cách bỏ hai vụ án của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông nhậm chức. Tổng trưởng lý New York thề sẽ tiếp tục theo đuổi Tổng thống Trump sau khi ông đánh bại Kamala Harris với chiến thắng áp đảo. Một số người đảng Dân Chủ, bao gồm giới chức ban tranh cử của Phó Tổng thống Harris, đổ lỗi cho Tổng thống Biden. Tổng thống Biden chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump và mời ông đến Tòa Bạch Ốc. Những điều Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ làm khi vào Tòa Bạch Ốc. Thủ tướng Israel điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump về mối đe dọa Iran. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ý nghĩa đằng sau tấm ảnh tỷ phú Elon Musk bưng lavabo đứng ở Tòa Bạch Ốc. Tỷ phú Jeff Bezos phá vỡ tảng băng với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Con rể của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là nhà đầu tư chính cho đội túc cầu mới thuộc giải MLS của Hoa Kỳ. Cuba lại bị cúp điện cả nước khi cơn bão Rafael đánh vào bờ biển phía Tây Nam. Chính phủ Đức trên bờ sụp đổ sau khi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải Bộ trưởng Tài chính. NATO chính thức mở văn phòng tại Ukraine. Lebanon bắn khoảng 150 hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel. Từ Việt Nam, 20 cháu bé trường mầm non ở Lai Châu ăn nhầm thuốc chuột. Thưa quý vị, bản tin đầu tuần sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay là 2.664.48 một ounce, giảm 61.55 so với ngày hôm qua là 2.726.03 một ounce. Giá dầu Brent là $75.53 một thùng. Giá dầu WTI $71.71 một thùng. Tin tức cộng đồng miền Nam California. Đại hội toàn cầu Petrus Key 2024, thời gian là từ 4 giờ rưỡi chiều cho tới 10 giờ rưỡi tối ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 12 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace Bar, địa chỉ là 6731 Westminster Boulevard, Suite 122 Westminster. Quý vị hãy liên lạc để đặt chỗ qua số điện thoại 562-756-0876 hoặc địa chỉ email hoiaihuupknc@yahoo.com. Hội thảo sức khỏe cộng đồng qua trực tuyến, qua Zoom, đề tài phương cách sống để cơ thể và trí tuệ được lành mạnh và bảo vệ sức khỏe cho người cao niên. Thời gian từ 2 giờ trưa đến 3 giờ 30 trưa, ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 11, xin liên lạc qua số điện thoại 949-293-1992 hoặc gọi cho trung tâm BPSOS để ghi lại tên, điện thoại và email nếu có để nhận được liên kết vào Zoom. Số điện thoại là 714-897-2214. Luyện thi quốc tịch miễn phí, thời gian là 10 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa mỗi thứ Bảy. Địa điểm là nhà thờ Tinh Lành, địa chỉ 8141 Washington Avenue, Midway City, CA 92655. Quý vị hãy liên lạc số điện thoại 714-804-4956. Cần thầy cô giáo tình nguyện dạy chữ Việt cho trẻ em mỗi Chủ nhật. Từ 1 giờ rưỡi trưa đến 2 giờ 20 phút trưa, liên lạc Thiền viện Sùng Nghiêm, số điện thoại 714-636-0118 hay là cô Minh Hồng 714-886-8569. Refugee Helping Center giúp điền đơn với tất cả các loại giấy tờ liên quan đến đời sống miễn phí. Xin quý vị hãy liên lạc số điện thoại 714-717-6339. Gần 10 nhà hàng người Việt ở vùng Lido Sài Gòn, miền Nam California bị cháy rụi.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng ngày thứ Tư ngày 6 tháng 11 ở khu thương mại có đa số là nhà hàng và các cơ sở của người Việt trên đường Brooklyn Street giữa đường Trust Avenue và đường Garden Grove thuộc thành phố Garden Grove. Có gần 10 cửa tiệm trong khu thương mại này như là nhà hàng Ốc A Chảy, Bún Bò Mỡ Lan, Ma Juicy đã bị cháy rụi. Các mái nhà đều trơ khung và khoảng 10 chiếc xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Một người sống sau khu nhà phía sau khu thương mại đã cho biết, vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng xe cứu hỏa inh ỏi. Ra xem mới phát hiện ra vụ cháy lớn như vậy, tôi cũng có quay video nữa. Nhân viên sở cứu hỏa của Orange County OCFA đã từ chối trả lời vì sự việc vẫn đang trong vòng điều tra. Trên mạng xã hội X của OCFA đưa tin vào khoảng 5 giờ sáng rằng có 75 nhân viên cứu hỏa được đưa đến khu thương mại block đường 13.200 Brookhurst Street để chữa cháy. Thành phố Garden Grove có 44% dân số là người châu Á, chủ yếu là người gốc Việt, và thuộc Lido Sài Gòn, nơi có cộng đồng người gốc Việt sinh sống lớn nhất tại hải ngoại. Một người đàn ông lãnh án tù sau khi bị đặt rằng trung tâm quân sự Hoa Kỳ ở miền Nam California sẽ bị tấn công. DOJ đã cho biết vào ngày thứ Ba ngày 5 tháng 11, vào tháng 2 của năm nay, Daniel Sandoval, 29 tuổi, là cư dân của Santa Fe Springs, nhận một tội tung tin bịa đặt và đánh lừa. Vào ngày thứ Hai, ông ta đã bị kết án 1 năm 1 ngày tù liên bang, Sở Tư pháp cho biết. Ngày 21 tháng 3 năm 2021, Sandoval đã báo tin bịa đặt cho Bộ Quốc phòng rằng một phụ nữ đang âm mưu đánh bom và tấn công hàng loạt tại căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở Seal Beach, Orange County, theo thỏa thuận nhận tội. Trong vòng vài ngày sau đó, Sandoval đã báo tin bịa đặt thêm 7 lần rằng có nhiều phụ nữ khác cũng đang âm mưu đánh bom và xả súng tại nhiều trung tâm quân sự khác, như là Trung tâm Dự bị Lục quân Hoa Kỳ ở South El Monte và Bệnh viện Quân sự Hoa Kỳ ở Bell Gardens, Los Angeles County. Hành vi vi phạm pháp luật của Sandoval không những làm hại những căn cứ quân sự bị ông nhắm tới, cũng như quân nhân sinh sống hoặc làm việc ở những căn cứ đó, mà còn làm hại những người phụ nữ vô tội bị ông cáo buộc đưa ra những lời đe dọa nguy hiểm này, công tố viên cho hay, theo thông báo của DOJ. Trong thỏa thuận nhận tội, Sandoval còn thú nhận hành vi của mình làm gián đoạn nghiêm trọng công việc của chính quyền, chẳng hạn như khiến cho quân nhân phải di tản ra khỏi tòa nhà của Hải quân. Phi cơ rớt bên ngoài phi trường Arizona, đụng vào xe hơi, 5 người thiệt mạng. Một chiếc phi cơ đã rơi vào chiều ngày thứ Ba ngày 5 tháng 11. Theo tờ báo Arizona Republic, sự việc xảy ra khiến cho 5 cư dân của Arizona có mặt trên chiếc SA-420 Honda Jet, gồm 2 phi công và 3 hành khách, trong đó 4 người trên phi cơ thiệt mạng, gồm 3 người lớn và một cô bé 12 tuổi, cảnh sát cho hay. Người thứ 5 sống sót và đang nằm bệnh viện để điều trị bị phỏng. Tài xế của chiếc xe hơi bị phi cơ tông cũng thiệt mạng, nhưng cảnh sát cho biết họ chưa nhận diện được người này. Chiếc phi cơ rớt xuống đường Greenfield bên ngoài phi trường Falcon Field ở Mesa khoảng 4 giờ 40 phút chiều ngày thứ Ba sau khi cất cánh. Theo báo cáo ban đầu do cơ quan hàng không liên bang FAA công bố, vụ rớt phi cơ này là một tai nạn xảy ra trong tình huống chưa rõ. Sau khi chiếc phi cơ rớt, hỏa hoạn đã bùng lên và chiếc phi cơ bị phá hủy. Hội đồng An toàn Giao thông Vận tải NTSB đang điều tra vụ việc này. Gió Santa Ana quay trở lại, nguy cơ cháy rừng gia tăng ở miền Nam California. Cảnh báo cờ đỏ được ban hành khắp miền Nam California khi Santa Ana wind đã quay trở lại. Vài ngày tới sẽ chứng kiến nguy cơ cháy rừng tăng cao khi gió thổi qua bụi rậm khô. Cảnh báo cờ đỏ được ban hành bắt đầu từ thứ Tư lúc 2 giờ sáng và kéo dài cho tới thứ Sáu 11 giờ sáng. Cảnh báo gió mạnh cũng được áp dụng cho một số khu vực của Inland Empire và phía bắc quận Los Angeles với sức gió mạnh lên tới 65-75 dặm một giờ ở một số đèo núi và hẻm núi. Vào ngày thứ Tư và thứ Năm, tại quận Los Angeles và Orange sẽ có gió giật lên đến 40 dặm một giờ, nhiệt độ cao nhất là 74 độ F. Gió sẽ yếu dần vào cuối tuần. Các bãi biển sẽ có nắng và gió, với những cơn gió giật lên đến 50 dặm một giờ và cao nhất là 72 dặm một giờ. Các ngọn núi sẽ lạnh với mức cao nhất đạt 43 độ F, là khoảng 6 độ C vào ban ngày, với những cơn gió giật nguy hiểm lên đến 65 dặm một giờ, là khoảng 100 cây số một giờ. Các khu vực sa mạc sẽ chứng kiến mức cao nhất với nhiệt độ 59 độ F là khoảng 15 độ C và giảm xuống chỉ còn 27 độ F là âm 3 độ C vào ban đêm, với những cơn gió giật mạnh lên tới 45 dặm một giờ là khoảng 72 cây số một giờ. Hàng ngàn cư dân quận Ventura, miền Nam California buộc phải di tản do cháy rừng lan nhanh.
Những cơn gió thổi bùng đám cháy rừng lan nhanh phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc hàng ngàn người dân phải di tản khi các nhà dự báo thời tiết cảnh báo về việc xảy ra các đám cháy rất nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng. Tuyên bố của Thống đốc Gavin Newsom cho biết đám cháy vùng núi bùng phát ở phía tây bắc Los Angeles khiến hơn 10.000 người phải ra lệnh di tản vì đám cháy đe dọa 3.500 công trình tại các cộng đồng ngoại ô, trang trại và khu vực nông nghiệp xung quanh Camarillo. Ông cho biết đã yêu cầu sự giúp đỡ của liên bang cho khu vực phía đông của thành phố ven biển Thái Bình Dương Ventura. Đám cháy bùng phát ở một khu vực đã chứng kiến một số đám cháy tàn phá nhất của California trong nhiều năm qua. Một cột khói dày bốc lên cao hàng trăm feet vào ngày thứ Tư, bao phủ toàn bộ khu dân cư và hạn chế tầm nhìn của những người lính cứu hỏa và những người di tản. Ngọn lửa lan rộng từ chưa đầy nửa dặm vuông lên đến 16 dặm vuông, là khoảng 62 cây số vuông chỉ trong hơn 5 tiếng. Nhà cửa cháy rụi ở Camarillo khi gió đẩy ngọn lửa từ mái nhà này sang mái nhà khác. Cháy rừng Mountain tiếp tục lan nhanh ở quận Ventura, phá hủy hàng chục ngôi nhà và lan rộng ra hơn 10.000 acres. Đội trưởng cứu hỏa quận Ventura, Trevor Johnson, nói rằng đội cứu hỏa phải chạy đua đến những ngôi nhà bị ngọn lửa đe dọa để cứu mạng người. Các viên chức cứu hỏa cho biết hai người đã bị ngạt khói và đã được đưa vào bệnh viện. Không có người lính cứu hỏa nào bị thương đáng kể. Nhà khí tượng học Brian Lewis của cơ quan thời tiết cho biết gió thất thường và tầm nhìn hạn chế đã khiến cho phi cơ cánh cố định phải hạ cánh và gió giật lên tới 61 dặm một giờ, là 98 cây số một giờ. Các trực thăng thả nước vẫn đang bay. Những người ứng cứu đầu tiên đã cầu xin cư dân hãy di tản. Họ đã liên lạc với hơn 14.000 người dân để thúc giục người dân phải rời đi khi ngọn lửa lan nhanh rộng tới 2 dặm rưỡi, là 4 cây số, bùng lên với những ngọn lửa mới. Ngọn lửa này đang lan nhanh một cách nguy hiểm, trưởng phòng cứu hỏa quận Ventura Dustin Garner đã cho biết. Các cảnh quay trên không từ các kênh truyền hình cho thấy hàng chục ngôi nhà bốc cháy ở một số khu phố khi tàn lửa được quét từ nhà này qua nhà khác. Các cảnh khác ghi lại những chú ngựa đã chạy nước kiệu bên cạnh những chiếc xe đang di tản. Trong khi đó, ở phía nam, các đội cứu hỏa của quận Los Angeles đã phải vật lộn để dập tắt đám cháy rừng gần bãi biển Bronx của Malibu khi chính quyền tạm thời đóng cửa các con đường xa lộ bờ biển Thái Bình Dương vì ngọn lửa đã bùng cháy gần các ngôi nhà có trị giá hàng triệu đô la. Người dân được yêu cầu trú ẩn tại chỗ trong khi phi cơ thả nước xuống. Đám cháy Broad rộng 50 acre, là khoảng 20 hectare. Đám cháy chỉ được dập tắt khoảng 15% vào chiều ngày hôm qua. Dự luật 36 được thông qua với phiếu bầu áp đảo tại California, đảo ngược một số chính sách mềm mỏng đối với tội phạm. Một dự luật được bỏ phiếu đảo ngược chính sách mềm mỏng đối với tội phạm gây tranh cãi nhất của California đã được thông qua áp đảo tại tiểu bang xanh thẳm này. Dự luật 36, đạo luật giảm bớt người vô gia cư, nghiện ma túy và trộm cắp, tìm cách hủy bỏ một số phần của dự luật 47 bằng cách tăng hình phạt đối với một số tội phạm. Khi dự luật 47 được thông qua vào năm 2014, dự luật này đã hạ cấp hầu hết các vụ trộm cắp, từ trọng tội xuống tội nhẹ nếu số tiền bị ăn cắp dưới 950 đô la, trừ khi bị cáo từng bị kết tội giết người, hiếp dâm hoặc một số tội phạm tình dục hoặc những tội phạm có liên quan đến súng. Thống đốc California Gavin Newsom phản đối đề nghị 36 này. Theo một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Viện Chính sách Công California, một nghiên cứu phi đảng phái, có tới 71% người dân California ủng hộ đề nghị 36, mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của phe tiến bộ đối với đề nghị này. Nhưng trong vài năm trở lại đây, các chủ bán lẻ và cửa hàng nhỏ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn trộm cắp, cướp giật và các băng nhóm tội phạm bán lẻ có tổ chức. Dự luật 47 cũng phân loại một số tội phạm nghiêm trọng liên quan đến ma túy thành tội nhẹ. Luật sư quận Los Angeles George Gascon, được tỷ phú George Soros hậu thuẫn, đã giúp soạn thảo dự luật 47 này. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã né tránh câu hỏi về việc liệu bà có bỏ phiếu ủng hộ dự luật 36 hay không. Thị trưởng San Francisco London Breed đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với dự luật 36, gọi đây là sự khác biệt có ý nghĩa đối với các thành phố trên khắp California. Nhưng ông Gavin Newsom vẫn kiên quyết phản đối dự luật này, nói rằng nó đưa chúng ta quay trở lại những năm 1980 với tình trạng giam giữ hàng loạt. Thị trưởng San Jose Matt Mahan cũng tham gia cố gắng bãi bỏ một phần của dự luật 47. Hiệp hội luật sư quận California, Liên đoàn Bảo vệ Cảnh sát Los Angeles và Hiệp hội Cảnh sát trưởng tiểu bang California đều tán thành dự luật 36.
chính quyền Tổng thống Biden đang lên kế hoạch ứng phó với làn sóng di cư có thể xảy ra trước khi Tổng thống đắc cử nhậm chức. Những người nhập cư bất hợp pháp cho biết họ lo ngại rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa biên giới, theo hai viên chức Hoa Kỳ và các cuộc trao đổi giữa những người nhập cư trên các nhóm WhatsApp cho biết. Vào chiều ngày thứ Hai, 36 tiếng trước khi cựu Tổng thống tuyên bố chiến thắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các cố vấn hàng đầu của mình và những người đứng đầu quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, cơ quan thực thi di trú và quan thuế. Trong đó có những người tham gia nêu lên sự lo ngại về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an ninh biên giới. Theo hai viên chức cho biết, Bộ An ninh Nội địa đã chuẩn bị hành động như thế nào để ứng phó với làn sóng di cư có thể xảy ra. Có đủ chỗ ngủ tại các trung tâm giam giữ của ICE để giam giữ những người nhập cư trước khi trục xuất họ hay không? Liệu các cơ quan có tiếp tục đưa những người di cư không đủ điều kiện xin tị nạn vào con đường nhanh chóng để trục xuất, hay số lượng sẽ làm quá tải hệ thống và buộc các nhân viên phải thả những người di cư vào Hoa Kỳ với ngày ra tòa được ấn định trong nhiều năm tới hay không? Các viên chức nhắc lại rằng DSS vẫn chưa thấy sự gia tăng số lượng người di cư đến Hoa Kỳ, nhưng mối lo ngại đã được nêu ra trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Họ dự đoán rằng số lượng người di cư cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào phút chót sẽ tăng lên và CBP và ICE cần phải chuẩn bị. Một người phát ngôn của cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới cho biết người di cư không nên tin vào lời nói dối của những kẻ buôn người. Sự thật vẫn là Hoa Kỳ tiếp tục thực thi luật nhập cư và người di cư nên sử dụng các con đường an toàn, hợp pháp và có trật tự để đến Hoa Kỳ, người phát ngôn nói thêm. Một chủ đề chung đã nổi lên trên WhatsApp rằng sau ngày 21 tháng 1, ông ấy sẽ đóng cửa biên giới với an ninh rất nghiêm ngặt. Cho đến ngày 10 tháng 1 vẫn còn cơ hội, một người khác đã nói nhầm lẫn tuyên bố là ngày 10 tháng 1 là ngày cựu Tổng thống Donald Trump sẽ nhậm chức thay vì ngày 20 tháng 1. Một người còn nói rằng ông ấy sẽ nhậm chức vào ngày 21 tháng 1, ông ấy vẫn chưa thể ban hành bất cứ sắc lệnh nào. Một người khác trả lời không còn nhiều thời gian nữa, ông ấy đã có sắc lệnh trong đầu rồi. Bạn có thời gian đến tháng 1 để nhập cảnh, một người đã tuyên bố. Người điều hành nơi trú ẩn ở Tijuana, Mexico cho những người di cư chờ đợi trước khi vào Hoa Kỳ cho biết, ông dự đoán những kẻ buôn người được gọi là chó sói sẽ gây sức ép, buộc những người nhập cư bắt đầu vượt biên ngay bây giờ. Tất nhiên, những kẻ buôn người sẽ đến và nói rằng cần phải vào trước khi Donald Trump đến. Gustavo Benda, người điều hành Temple Ambassadores de Jesus, đang tiếp nhận khoảng 1.400 người di cư đã cho biết. Bộ Tư pháp tìm cách bỏ hai vụ án của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông nhậm chức. Giới chức Bộ Tư pháp DOJ đang tìm cách bỏ hai vụ án hình sự liên bang của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông nhậm chức để phù hợp với chính sách từ lâu nay của Bộ Tư pháp là không truy tố Tổng thống đương nhiệm. Hai người biết vấn đề này cho NBC News hay vào ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 11. Diễn biến mới nhất khác hẳn với trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, khi công tố viên đặc biệt Jack Smith bất chấp lịch bầu cử, tiến hành những bước quan trọng để truy tố cựu Tổng thống Trump trong vụ án âm mưu thách thức kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, hai viên chức của Bộ Tư pháp cho biết, DOJ nhận thấy không thể xét xử Tổng thống đắc cử kịp trong cả vụ âm mưu thách thức kết quả bầu cử, lẫn vụ cất giữ tài liệu mật sau khi hết nhiệm kỳ đầu tiên. Cả hai vụ này đang vướng hàng loạt các vấn đề pháp lý có thể dẫn tới kháng án lên tối cao pháp viện. Vì ông Trump sẽ trở thành tổng thống kế tiếp, giới chức của DOJ thấy không thể truy tố ông trong cả hai vụ này, đồng thời thấy vô ích nếu tiếp tục theo đuổi hai vụ này trong những tuần trước khi ông nhậm chức. Hai viên chức cũng cho biết thêm rằng còn tùy ông Smith quyết định bỏ hai vụ án đó như thế nào và hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Liệu ông Smith có quyền truy tố trở lại sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ hay không có quyền truy tố vì đã quá hạn? Còn chứng cứ thì sao? Rồi còn hai bị cáo giúp cho cựu Tổng thống giấu tài liệu mật thì sao? Liệu ông Smith sẽ làm phúc trình như công tố viên đặc biệt thường làm hay không? Hai viên chức cho biết tất cả vấn đề đó phải được tìm hiểu và nghiên cứu. Trong khi đó, nhóm luật sư của Tổng thống đắc cử đang xem xét làm gì kế tiếp để giải quyết hai vụ án liên bang này theo hướng có lợi cho ông vì kết quả sơ khởi cho thấy ông thắng cuộc bầu cử năm 2024 với mục tiêu là loại bỏ toàn bộ vụ án cấp liên bang và tiểu bang. Tổng trưởng lý New York thề sẽ tiếp tục theo đuổi Tổng thống Trump sau khi ông đánh bại Kamala Harris với chiến thắng áp đảo.
Tổng chưởng lý New York Letitia James vào ngày thứ Tư tuyên bố tiếp tục truy tố Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống. Letitia James hoàn toàn mất bình tĩnh trong một buổi họp báo nói rằng: "Chúng tôi ở đây, chúng tôi đã nghiên cứu các nền tảng của họ, chúng tôi đã xác định một số việc có mô hình thực tế, chúng tôi đã tạo ra các kế hoạch dự phòng. Vì vậy, bất kể chính quyền tiếp theo ném gì vào chúng tôi đã sẵn sàng để đáp trả các cuộc tấn công của họ." Sau khi nhắm vào Tổng thống đắc cử Trump bằng một vụ án gian lận dân sự, Letitia James đã cáo buộc ông là người tìm cách trả thù. "Chúng tôi không mong đợi kết quả này, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để ứng phó với kết quả này. Chúng tôi đã chuẩn bị để phản công thêm một lần nữa," Letitia James cho biết. Bà nói rằng, "Tôi với tư cách là tổng chưởng lý, với cùng toàn bộ nhóm của mình, chúng tôi là những người bảo vệ luật pháp và chúng tôi đã chuẩn bị các bạn của tôi để chống trả." Vào tháng 11 năm 2018, Letitia James được bầu làm tổng chưởng lý tiểu bang New York. Letitia James trước đây đã yêu cầu bồi thường 370 triệu đô la thiệt hại khi không có nạn nhân nào trong vụ kiện gian lận dân sự chống lại tổng thống đắc cử Donald Trump. Bà cũng tìm cách cấm tổng thống Trump và các con trai của ông điều hành bất cứ doanh nghiệp nào ở New York. Bà cáo buộc tổng thống đắc cử thổi phồng tài sản của mình và lừa đảo các công ty cho vay và bảo hiểm. Vào tháng 9, các thẩm phán phúc thẩm New York tỏ ra nghi ngờ về vụ kiện gian lận dân sự của Letitia James tại New York chống lại tổng thống đắc cử Donald Trump. Hai thẩm phán phúc thẩm đã ngắt lời phó tổng cố vấn pháp lý của Letitia James, Judy Vail, trong phần phát biểu khai mạc của bà để hỏi bà xem có ví dụ nào khác về việc tiểu bang kiện các giao dịch kinh doanh tư nhân mà không có nạn nhân hay không. Vụ kiện của Letitia James chống lại tổng thống đắc cử Donald Trump cũng có thể sẽ bị bác bỏ, nhưng bà vẫn đe dọa đưa vụ kiện quay trở lại một lần nữa. Một số người đảng Dân Chủ, bao gồm giới chức ban tranh cử của Phó Tổng thống Harris, đổ lỗi cho Tổng thống Biden. Họ cho rằng lỗi là do Tổng thống Biden ngay sau khi kết quả đầu tiên cho thấy Phó Tổng thống Harris thua cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Ông Biden sẽ chịu nhiều trách nhiệm, giới chức cao cấp của Ủy ban tranh cử của bà Harris nói. Và nói thật, ông nên như vậy. Giới chức đảng Dân Chủ đang đưa ra nhiều lý do để chỉ trích Tổng thống Biden về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhiều người cho rằng chuyện này bắt nguồn từ khi Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì, chứ không giữ lời hứa lúc vận động tranh cử năm 2020 rằng ông sẽ là vị Tổng thống chuyển giao và cầu nối. Nếu Tổng thống Biden không quyết định tái tranh cử, giới chức đảng Dân Chủ cho hay đảng Dân Chủ sẽ có cuộc bầu cử sơ bộ sôi nổi để chọn ứng cử viên kế tiếp, và như vậy thì ứng cử viên đó sẽ có đủ thời gian để vận động tranh cử theo đường lối riêng của mình. Thay vào đó, Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử, bất chấp nhiều giới chức trong đảng của ông lo lắng. Mà cuối cùng, Tổng thống Biden đã bị ép rời khỏi cuộc đua trước ngày bầu cử chỉ vài tháng, khiến cho Phó Tổng thống Harris đành phải tranh cử trong thời gian ngắn bất thường. Đảng Dân Chủ cũng không kịp quyết định liệu Phó Tổng thống Harris có phải là ứng cử viên mạnh nhất của họ để đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Theo giới chức cao cấp của ban tranh cử của bà Harris đã cho biết, rốt cuộc chiến dịch tranh cử trong vài tháng của Phó Tổng thống Harris giống như chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, nhưng bà Harris đứng đầu liên danh. Đó là chiến dịch tranh cử của ông Biden mang áp phích mới, giới chức này đã cho hay. Tổng thống Biden chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump và mời ông đến Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện thoại cho Tổng thống đắc cử Donald Trump để chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử và mời ông đến Tòa Bạch Ốc để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực. Tòa Bạch Ốc cho biết các nhân viên sẽ sắp xếp ngài trong một ngày rất gần. Tổng thống Biden có kế hoạch phát biểu trước toàn quốc gia về kết quả bầu cử. Điều này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến di sản của ông vào ngày hôm nay. Tổng thống Biden cũng đã nói chuyện với Phó Tổng thống Harris và chúc mừng bà về chiến dịch của mình. Lời kêu gọi của Tổng thống được đưa ra ngay sau khi Phó Tổng thống Harris gọi điện thoại cho Tổng thống đắc cử Donald Trump để thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Trong bài phát biểu của bà Harris bày tỏ, "Ngày hôm nay, trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho quốc gia chúng ta và tràn đầy quyết tâm." Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã thừa nhận thất bại, dù theo bà, kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì đảng Dân Chủ cùng với những người ủng hộ đảng mong muốn. Bà Harris đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, liên danh tranh cử của bà Tim Walz và gia đình cùng với những người ủng hộ, khẳng định rằng tôi tự hào về chặng đường mà chúng tôi đã đi trong suốt 107 ngày qua.
kêu gọi người ủng hộ chấp nhận kết quả. Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiết lộ bà đã gọi điện cho ứng cử viên chiến thắng của Đảng Cộng Hòa là Tổng thống đắc cử Donald Trump để nhấn mạnh với ông rằng chính quyền của Đảng Dân Chủ sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đã bất hòa với cựu Tổng thống Trump sau vụ ngày 6 tháng 1, cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử về chiến thắng của ông. Người dân Hoa Kỳ đã lên tiếng, Karen và tôi xin gửi lời chân thành chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình ông khi ông được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance và gia đình của ông khi ông được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ, ông Mike Pence đã viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Những điều Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ làm khi vào Tòa Bạch Ốc. Tổng thống đắc cử Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, đã tạo nên nhiều lịch sử khi ông là vị Tổng thống thứ 47. Ông là người doanh nhân đầu tiên trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, là Tổng thống Hoa Kỳ giàu nhất mọi thời đại với tài sản ước tính là 6 tỷ đô la, là người làm Tổng thống Mỹ nhiều lần nhất là lần thứ 45 và lần thứ 47, là vị Tổng thống lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống năm 2028, ông lúc đó sẽ 82 tuổi. Ông là vị tổng thống có nhiều đời vợ nhất, có 3 người vợ. Vị tổng thống duy nhất từng được đề cử cho giải Emmy. 2 lần bị luận tội, 4 lần bị bắt tù, 91 lời cáo buộc tội danh, 3 lần bị ám sát. Và đảng của ông gần như đã nắm được cả Thượng viện và Hạ viện. Đó là cuộc đời ly kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ không cai trị như một nhà độc tài, trừ ngày đầu tiên. Một dấu hiệu cho thấy ông có ý định sử dụng quyền hành pháp một cách mạnh mẽ để thực hiện những thay đổi đối với chính sách nhập cư và chính sách năng lượng nói riêng. Về nhập cư, phần lớn chương trình nghị sự trong ngày đầu tiên làm Tổng thống có thể tập trung vào các vấn đề trấn áp nhập cư. Tất cả các chính sách biên giới an toàn mà chúng tôi đã áp dụng với Tổng thống Trump, ông ấy chỉ cần bật công tắc và đưa chúng trở lại như trước. Chúng không cần một đạo luật của Quốc hội. Cố vấn chiến dịch cao cấp Jason Mueller cho biết vào ngày thứ Tư. Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Việc thực hiện một chiến dịch trục xuất lớn như vậy mà Tổng thống Trump nói sẽ nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và đặc biệt là những người có tiền án sẽ là một bước tiến lớn. Ông nói rằng ông sẽ dựa vào các sở cảnh sát địa phương để được giúp đỡ, nhưng cố gắng này sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên bang và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều sự phản đối từ một số khu vực pháp lý địa phương. Nó cũng sẽ tốn kém. Hội đồng Di trú Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu vào tháng 10 cho thấy việc trục xuất hàng loạt nhằm trục xuất 13 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ sẽ tốn ít nhất là 315 tỷ đô la. Những hành động khác mà Tổng thống đắc cử Trump có thể thực hiện ngay lập tức có thể dựa vào quyền hành pháp. Ông đã tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên để ngăn chặn các cơ quan liên bang cấp quyền công dân Hoa Kỳ tự động cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp. Một cố gắng chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh sẽ phải đối mặt với một số thách thức pháp lý nhất định. Tổng thống đắc cử cũng có thể sẽ tiếp tục xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Nam, một việc mà chính quyền của Tổng thống Biden đã dừng lại. Và Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng có thể xem xét áp dụng lại các chính sách như chương trình ở lại Mexico, buộc những người xin tị nạn phải ở lại Mexico để chờ kết quả xét xử tại Tòa án Di trú của Hoa Kỳ. Các biện pháp về năng lượng và khí hậu. Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đã đưa ra lời cam kết hủy bỏ mọi chính sách của Tổng thống Biden đang tàn bạo với những người làm nghề xe hơi của Mỹ vào ngày đầu tiên. Ông nhiều lần ám chỉ rằng ông sẽ tìm cách hủy bỏ các quy định yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khí thải nhất định để khuyến khích gia tăng sản lượng xe điện. Vào tháng 8, ông đã tuyên bố xóa bỏ một quy định của chính quyền Biden về việc siết chặt khí thải làm nóng hành tinh và các loại ô nhiễm khác từ các nhà máy điện. Trong thời gian ở Tòa Bạch Ốc, ông đã ban hành các quy định ít nghiêm ngặt hơn, đáng kể đối với các nhà máy điện. Tại một cuộc vận động tranh cử ở New Jersey vào đầu năm, Tổng thống đắc cử đã nói với đám đông rằng ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên để ngừng các dự án cối xay gió nhắm vào một nguồn năng lượng sạch quan trọng. Chính sách đối ngoại ngày đầu tiên, ông tuyên bố sẽ quay trở lại chính sách đối ngoại đặt lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu, một sự đảo ngược hoàn toàn so với chính quyền của Tổng thống Biden, vốn nhấn mạnh vào các liên minh quốc tế và dẫn đầu sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
ông tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine trước khi nhậm chức. Ông cũng suy nghĩ rằng ông sẽ không bảo vệ một đồng minh NATO khỏi một cuộc tấn công nếu họ không đồng ý đóng góp một số tiền thỏa đáng vào chi tiêu quốc phòng. Một trong những sự ủng hộ lớn nhất của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại các cuộc vận động tranh cử là ông tuyên thệ sẽ loại bỏ đàn ông khỏi các môn thể thao dành cho phụ nữ và chấm dứt sự điên rồ của những người chuyển giới, và ông đã nêu rõ cách ông sẽ bãi bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho thanh thiếu niên chuyển giới. Ông nói rằng vào ngày đầu tiên, tôi sẽ thu hồi các biện pháp bảo vệ học sinh chuyển giới được ban hành vào đầu năm bởi chính quyền của ông Biden. Vào tháng 4, Bộ Giáo dục đã công bố hàng loạt các thay đổi cuối cùng đối với tiêu đề chính để bao gồm hành vi phân biệt đối xử dựa trên chiều hướng tình dục và bảng dạng giới lần đầu tiên. Vào tháng 8, Tòa án tối cao đã đứng về phía 10 tiểu bang do đảng Cộng hòa đứng đầu đã kiện để ngăn chặn việc thực thi các quy tắc mới. Tổng thống đắc cử cũng nói rằng ông sẽ hành động vào ngày đầu tiên để thu hồi lệnh hành pháp của Tổng thống Biden nhằm nhúng các nguyên tắc, chính sách và cách tiếp cận về công bằng trên toàn chính phủ liên bang. Ông nói rằng ông sẽ khôi phục lại lệnh năm 2020 của riêng ông, cấm quảng bá các khái niệm rằng Hoa Kỳ về căn bản là phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính, hoặc một chủng tộc hoặc giới tính nào đó vốn dĩ là vượt trội. Ông cũng đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang cho các trường học, thúc đẩy lệnh chích vaccine. Tổng thống đắc cử cũng nói rằng ông sẽ hành động ngay sau khi nhậm chức để sa thải cố vấn đặc biệt Jack Smith, người đang giám sát vụ án liên bang chống lại ông. Về thách thức bầu cử năm 2020, Tổng thống đắc cử cũng hứa xem xét ân xá cho những người bị kết tội về ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ngay sau khi chúng ta giành chiến thắng, chúng ta sẽ nhanh chóng xem lại các trường hợp của những tù nhân chính trị bị chế độ Harris đối xử bất công, và tôi sẽ ký lệnh ân xá cho họ ngay ngày đầu tiên, ông đã nói tại cuộc vận động tranh cử vào tháng 9. Trong một tập podcast All In phát hành vào tháng 6, ông cũng nói sẽ ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại Hoa Kỳ. Ông nói thật đáng buồn khi chúng ta mất đi những người từ Harvard, MIT, từ những trường học tuyệt vời nhất. Ông nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc, ông sẽ chấm dứt tình trạng những người tốt nghiệp xuất sắc tại Mỹ không thể ở lại Mỹ. Thủ tướng Israel điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump về mối đe dọa Iran. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tổng thống Zelensky nói rằng đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump và chúc mừng ông về chiến thắng quyết định cuộc bầu cử khi Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ cho cuộc chiến của quốc gia ông đang chống lại Nga. Ông viết trên X cho biết rằng ông đã có một cuộc gọi tuyệt vời với Trump và chúc mừng ông về chiến thắng vang dội mang tính lịch sử của ông, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch to lớn của ông đã tạo nên kết quả này. Tôi đã khen ngợi gia đình và nhóm của ông vì những cố gắng tuyệt vời của họ. Chúng tôi đã đồng ý giữ đối thoại chặt chẽ và thúc đẩy cộng tác. Sự dẫn dắt mạnh mẽ và kiên định của Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với thế giới và vì một nền hòa bình công bằng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về mối đe dọa từ Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 6 tháng 11. Giữa bối cảnh, cuộc chiến ở Gaza và Lebanon vẫn căng thẳng. Trong một tuyên bố, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã chúc mừng tân Tổng thống về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, và hai bên đã đồng ý cộng tác vì an ninh của Israel. Hai bên cũng đã thảo luận về mối đe dọa từ Iran, theo AFP dẫn tuyên bố. Ý nghĩa đằng sau tấm ảnh tỷ phú Elon Musk bưng lavabo đứng ở Tòa Bạch Ốc. Trưa ngày 6 tháng 11, khi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống đã được tuyên bố về phía tổng thống đắc cử Donald Trump, Elon Musk bắt đầu ăn mừng trên mạng xã hội. Ông giành được phần thưởng lớn khi đặt cược vào đại diện đảng Cộng hòa. Ông đã đăng một meme với một cái lavabo nổi tiếng của mình khi ông đã tiếp quản Twitter hồi năm 2022 và được ghép vào khung cảnh của phòng bầu dục của tổng thống tại Tòa Bạch Ốc. Hãy để nó thấm vào, ông trích dẫn kèm với tấm hình. Đây là một thành ngữ thông dụng có từ đồng âm với bồn rửa. Bên dưới bài đăng có nhiều tài khoản cho rằng tấm hình thể hiện tham vọng của ông trong việc thay đổi nước Mỹ, giống như cách ông đã làm với Twitter.
năm 2022, ông Musk đã đem bồn rửa mặt đến trụ sở Twitter giống như một tuyên bố sẽ thanh lọc công ty này. Điều đầu tiên ông làm là sa thải toàn bộ giám đốc cao cấp ngay lập tức. Một thông báo cho thấy hơn 50% nhân viên Twitter bị cho nghỉ việc sau đó. Nhóm bị ảnh hưởng là những người nhận nhiệm vụ kiểm duyệt bài đăng, xóa nội dung vi phạm chính sách. Sau đó có nhiều cảnh báo cho rằng việc sa thải có thể khiến cho X ngập trong tin giả và những bài đăng tiêu cực thù hận. Tuy nhiên cho đến giờ X vẫn hoạt động. Wire cho rằng hành động của ông đã kích hoạt một làn sóng sa thải ở các mạng xã hội khác với các bộ phận tương tự. Mặt khác, hồi đầu tháng 9, Tổng thống đắc cử Trump cho biết sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả chính phủ và giao cho Elon Musk quản lý nếu ông đắc cử. Trước đó, đề nghị này được chính vị tỷ phú đưa ra trong cuộc trò chuyện giữa hai người trên X. Với kết quả hiện tại của cuộc bầu cử, Elon Musk có thể được trao quyền để đề nghị cắt giảm những gì mà ông cho là bộ máy quan liêu khổng lồ đang kìm hãm nước Mỹ. Điều này đồng nghĩa với những gì đã xảy ra ở Twitter có thể được tái hiện với mức độ lớn hơn. Nhiều người cho rằng đây là ý đồ đằng sau bức ảnh vị tỷ phú bưng bồn rửa mặt đến phòng bầu dục. Chúng ta sẽ xem xét toàn diện tất cả cơ quan chính phủ có trách nhiệm trùng lập, danh mục đầu tư chồng chéo, có nhiều công chức cần được chuyển sang vai trò hiệu quả hơn ở khu vực tư nhân, ông Musk nói. Ông cũng đề nghị cắt giảm theo hướng nhân đạo, ý tưởng là tiếp tục trả lương cho nhân viên chính phủ trong 2 năm, cho đến khi họ có công việc mới, theo Financial Times. Ông Elon Musk đã tận dụng tầm ảnh hưởng để ủng hộ chiến dịch tranh cử của tân Tổng thống Donald Trump. Theo thông báo từ Financial Times cho thấy, ông đã đăng hơn 200 lần, thu hút gần 1 tỷ lượt xem trong ngày bỏ phiếu. Tỷ phú Jeff Bezos phá vỡ tảng băng với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon và chủ cửa tờ báo Washington Post, đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump. Dấu hiệu cho thấy tảng băng giữa ông trùm kỹ thuật và Tổng thống đắc cử có thể tan. Xin chúc mừng Tổng thống thứ 45 và hiện là thứ 47 của chúng ta về sự trở lại chính trị phi thường và chiến thắng quyết định. Tỷ phú Jeff Bezos đã đăng trên X, không quốc gia nào có cơ hội lớn hơn như vậy. Chúc mừng Donald Trump thành công trong công việc dẫn dắt và đoàn kết nước Mỹ mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Mối quan hệ căng thẳng giữa Jeff Bezos và Tổng thống đắc cử Trump được nhiều người theo sát trong những tuần gần đây sau quyết định chấm dứt truyền thống ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống của tờ báo Washington Post. Tờ báo ban đầu đã được cho là chuẩn bị công bố ủng hộ đối thủ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Quyết định thay đổi vào phút chót đã ngay lập tức gây ra phản ứng dữ dội trong đội ngũ nhân viên của tờ báo, khiến cho một số biên tập viên cao cấp từ chức, gây ra làn sóng hủy ghi danh của độc giả và nhiều ký giả huyền thoại của tờ báo đã chỉ trích. Tỷ phú Bezos cũng đã bảo vệ quyết định này vào tuần trước trong một bài bình luận được Washington Post đăng tải. Nếu lý do chính khiến ông đưa ra quyết định này là sự suy giảm lòng tin vào các tổ chức tin tức. Đồng thời, ông cũng đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng ông đang cố gắng lấy lòng Tổng thống đắc cử Donald Trump. Con rể của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là nhà đầu tư chính cho đội túc cầu mới thuộc giải MLS của Hoa Kỳ. Giải túc cầu nhà nghề Hoa Kỳ MLS sẽ sớm công bố người chủ sở hữu của đội banh mới Thế Chỗ Chivas USA tại Los Angeles. Được dự đoán, nhóm chủ sở hữu của đội banh mới bao gồm có Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Peter Guber, Vincent Tan và Tom Penn. Sports Illustrated đã đưa tin, sớm nhất là vào tuần tới, MLS mới có thể chính thức công bố nhóm giành quyền sở hữu đội bóng sau các phiên họp của Hội đồng Quản trị MLS tại Los Angeles vào ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 11. Henry Nguyễn là con rể của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, là một nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ gốc Việt. Gần đây là người đã đưa nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's đầu tiên tới Việt Nam. Ông sẽ đầu tư vào đội túc cầu mới ở Los Angeles với tư cách là cộng tác nắm giữ cổ phần đa số. Gruber là nhà sản xuất phim Hollywood, kim đồng sở hữu Los Angeles Dodgers và Golden State Warriors. Tan là chủ sở hữu hào hoa người Malaysia, nắm giữ đội Cardiff City từng thi đấu ở giải ngoại hạng Anh trong mùa giải trước và sẽ là chủ sở hữu thiểu số. Còn Penn là cựu giám đốc điều hành NBA và chuyên gia phân tích từng làm việc với ESPN. Lệ phí ghi danh tham gia MLS dành cho đội banh mới của Los Angeles được cho là $100 triệu.
mức phí cao kỷ lục tại giải đấu mà đội New York City FC từng trả để gia nhập MLS vào tháng 3 2025. Đây sẽ là một đội mới tại MLS và Chivas USA sẽ bị giải tán. Nhóm chủ sở hữu cam kết xây dựng một vận động trường mới tại Los Angeles. Các nguồn tin cho tờ báo biết rằng hai địa điểm mà các nhà đầu tư để mắt tới là trung tâm thành phố Los Angeles sẽ không xa trung tâm Staples và gần với trường đua Hollywood Park. MLS từng nhắc tới một địa điểm có thể gần vận động trường hiện tại là Los Angeles Sports Arena. Cuba lại bị cúp điện cả nước khi cơn bão Rafael đánh vào bờ biển phía tây nam. Trong một tuyên bố vào ngày thứ Tư, hãng điện lực của Cuba Union Electrica cho biết gió mạnh do cơn bão mạnh Rafael gây ra đã khiến cho hệ thống điện của quốc gia bị mất kết nối. Các giao thức dự phòng đã được áp dụng. Bộ Năng lượng và Mỏ trước đó cho biết việc ngắt kết nối các mạch điện có kiểm soát sẽ được thực hiện để tránh tai nạn và mất điện. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết cơn bão đánh vào tỉnh phía Tây Artemisa kéo theo nước dâng do bão đe dọa đến tính mạng, gió bão gây thiệt hại và gây lũ quét. Viết trên X, Viện Khí tượng INSMED của Cuba trước đó cho biết họ dự đoán Rafael sẽ rất gần cấp 3 khi nó đánh vào phía Tây của hòn đảo giữa các tỉnh Pinar, Del Rio và Artemisa. Tình trạng cúp điện và bão vào ngày thứ Tư xảy ra 3 tuần sau khi hòn đảo bị cơn bão Oscar tàn phá, trong bối cảnh cúp điện trên toàn quốc gia kéo dài 4 ngày do nhà máy điện lớn nhất hòn đảo đã bị hư hỏng và thiếu nhiên liệu. Tình trạng cúp điện lẻ tẻ vẫn cứ tiếp tục kể từ đó. 9 tỉnh ở miền Tây và miền Trung Cuba, trong đó có thủ đô Havana, cũng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo lốc xoáy. Theo truyền thông Cuba, có hơn 70.000 người phải di tản khỏi nhà, chủ yếu ở Guantanamo, ở phía đông và nơi có 8 người thiệt mạng vì cơn bão Oscar vào tháng trước. Cơn bão dường như sắp đi qua Soroa, một ngôi làng nhỏ trên núi, và Las Taraza, một khu định cư được thành lập trong một cộng đồng lý tưởng ngay sau cuộc cách mạng và được chỉ định là khu dự trữ sinh quyển của UNESCO. Tại Havana, cơn bão đã tàn phá một thành phố trong tình trạng hoang tàn, kèm theo tiếng gió hú, mưa lớn và tiếng gạch rơi xuống. Gió giật với vận tốc 115 cây số một giờ là khoảng 71,6 mai một giờ, được đo ở khu vực lân cận Casablanca ở rìa vịnh Havana. Chính phủ Đức trên bờ sụp đổ sau khi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải Bộ trưởng Tài chính. Sự việc đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Christian Lindner đã bị loại khỏi liên minh ba bên trong cuộc họp của các thành viên chính phủ cao cấp vào tối ngày thứ Tư, sau nhiều tháng đấu đá nội bộ gay gắt đã góp phần khiến cho chính quyền ngày càng mất lòng dân. Những người trong chính phủ cho rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump tập trung tâm trí ở Đức và buộc những người đứng đầu của Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Xanh và FDP phải nhận ra sự cần thiết của sự đoàn kết. Nhưng sự bất hòa và thù hận ở Đức dường như không có dấu hiệu lắng xuống. Vài tiếng sau khi Lindner bị sa thải, FDP đã rút các bộ trưởng còn lại khỏi nội các, đánh dấu sự kết thúc của liên minh ba bên bị bao vây và không được lòng dân. Trong bài phát biểu trước toàn quốc gia trên TV, ông Scholz nói rằng ông sẽ tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 1 để mở đường cho các cuộc bầu cử sớm vào tháng 3. Ông Scholz cho biết ông đã đề nghị với Lindner một kế hoạch nhằm giảm chi phí năng lượng, gia tăng đầu tư và giúp đỡ cho Ukraine. Nhưng Lindner đã bày tỏ ra không sẵn lòng chấp nhận điều đó, ông Scholz nói. Tình hình rất nghiêm trọng. Có chiến tranh ở châu Âu, căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông, đồng thời nền kinh tế của chúng ta đang trì trệ. Chúng ta cần đầu tư đáng kể vào quốc phòng, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại sau kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Thủ tướng đã xin lỗi người dân Đức, nói rằng ông muốn các bạn tha thứ cho quyết định khó khăn này, đặc biệt là trong những thời điểm như thế này khi sự bất ổn đang gia tăng, ám chỉ trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Lindner, 45 tuổi, là người đứng đầu FDP ủng hộ doanh nghiệp. Vào ngày thứ Sáu đã đưa ra tối hậu thư dài 18 trang, gây tranh cãi, kêu gọi chính phủ vẽ lại hoàn toàn các kế hoạch ngân sách cho năm tới. Ông đã nhiều lần cảnh báo về sự sụp đổ của các quyết định khi các cuộc đàm phán khó khăn về ngân sách sắp diễn ra. NATO chính thức mở văn phòng tại Ukraine. Ông Turner đã gặp Tổng thống Ukraine trong ngày 6 tháng 11. Ông từng là trợ lý về tác chiến, chính sách quốc phòng và hoạch định chính sách của cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Thông báo của NATO nêu rõ, ở cương vị của mình, ông Turner sẽ là điều phối viên cộng tác giữa NATO với chính quyền của Ukraine.
Ông cũng quản lý công việc của NATO và cung cấp cho liên minh những đánh giá và khuyến nghị về tình hình ở Ukraine. Quyết định mở văn phòng ở NATO được đưa ra vào mùa hè năm nay sau hội nghị Hội đồng NATO Ukraine ở cấp cao nhất trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên minh quân sự này ở thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Lebanon bắn khoảng 150 hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel. Lực lượng phòng vệ IDF cho biết trong ngày 6 tháng 11, phong trào Hezbollah ở Lebanon đã bắn khoảng 150 hỏa tiễn về lãnh thổ của Israel. Các cuộc tấn công khiến cho ít nhất một người chết, đồng thời tiếng còi báo động liên tục vang lên ở nhiều khu vực, trong đó có Tel Aviv và thành phố cảng Haifa. Đáng chú ý, một hỏa tiễn của Hezbollah đã lọt vào lưới phòng không của Israel và rơi vào khu vực phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv. IDF cũng đã xác nhận, ngoài các cuộc tập kích hỏa tiễn, Hezbollah còn khai triển nhiều lượt phi cơ không người lái tấn công Israel, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào đáng kể. Từ Việt Nam, 20 cháu bé trường mầm non ở Lai Châu ăn nhầm thuốc chuột. Việc 20 cháu bé của trường mầm non Giang Ma, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu ăn nhầm thuốc chuột phải đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh khiến cho mọi người rất lo lắng. Tờ báo trong nước cho biết, đại diện của Bệnh viện tỉnh Lai Châu nói rằng khoảng 8 giờ 40 phút sáng, cô giáo của một lớp giữ trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi của trường mầm non Giang Ma phát hiện 20 bé trong lớp đang chơi thuốc chuột nhãn hiệu Thái Lan. Do nghi ngờ các cháu có thể đã ăn nhầm thuốc diệt chuột, cô đã liên lạc với nhân viên trạm y tế xã Giang Ma đưa các bé xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để điều trị. Sau khi nhận các cháu thì bác sĩ cho biết đã tiến hành cấp cứu, xét nghiệm, phát hiện có 2 bé đã có biểu hiện bị đau bụng, buồn nôn, nghi là đã ăn phải thuốc diệt chuột và cần phải điều trị khẩn cấp. Hiện sức khỏe của các bé đã bình thường, đang được theo dõi. Người đại diện của bệnh viện đã cho biết. Nói với một bài báo, ông Ma A Tủa, phó chủ tịch xã Giang Ma cho biết số thuốc chuột do một cô giáo của trường đặt mua online trên mạng để diệt chuột. Vào chiều ngày 4 tháng 11, nhiều viên thuốc chuột đã được bóc ra để diệt chuột tại nhà kho của trường. Tuy nhiên nhà kho này lại thông với các lớp học và các giáo viên là không được thông báo trước nên đã dẫn đến sự việc. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường đã tổ chức họp báo cung cấp những thông tin về sự việc. Tại buổi họp thì ông Vũ Xuân Thịnh là phó chủ tịch huyện Tam Đường cho biết, hiện thì mẫu xét nghiệm của các em đã được gửi đi để làm rõ nguyên nhân. Ông cũng cho biết sau khi xác định rõ nguyên nhân, sẽ cho biết trách nhiệm về ai, người nào, để có biện pháp giải quyết đúng người đúng việc để răn đe, tránh xảy ra các sự việc tương tự. Những vụ ngộ độc do ăn nhầm thuốc chuột xảy ra lẻ tẻ hàng năm ở Việt Nam. Hồi năm 2021, hai bé trai 7 và 8 tuổi ở tỉnh Đồng Nai cũng thấy hai lọ thuốc chuột tưởng là siro nên uống, sau đó đã bị co giật, sùi bọt mép và bé 8 tuổi đã thiệt mạng. Trước đó nữa thì một bé 17 tháng tuổi ở tỉnh Lào Cai sau khi ăn phải gạo rang trộn thuốc chuột cũng bị co giật, hôn mê và cũng đã không qua khỏi. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào chị Hồng Loan và anh Bảo Lộc. Em tên là Ngọc Hà, hiện đang sống tại thành phố Brisbane, Queensland, Australia. Em thường xem tin tức của chương trình anh chị. Em muốn nhờ anh chị giúp em tìm một người thân. Ba mẹ của em hiện đang sống tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Sài Gòn. Ba em tên là Nguyễn Công Kháng, sinh năm 1941. Mẹ em tên là Hoàng Thị Hoa, sinh năm 1943. Địa chỉ trước kia là đường Võ Tánh, tỉnh Gia Định. Có người con trai lớn tên Nguyễn Công Bình, sinh năm 1966. Gia đình em muốn tìm bà Nguyễn Thị Vui là ân nhân của ba, tên thường gọi là Bích, sinh năm 1942. Người có chồng là người Mỹ, đã sang Mỹ định cư năm 1975. Có con gái tên là bé Tí, sinh năm 1967, được biết hiện đang sống ở California. Trước năm 1975, bà Vui quê quán ở làng An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Kháng và mẹ Hoa tuổi đã xế chiều nhưng vẫn nhớ đến sự giúp đỡ của bà Vui, nhưng vì đổi chỗ ở về quận Tân Bình nên đã mất liên lạc. Không biết sau này bà có về Việt Nam chơi không? Nếu bà Vui còn được gọi là Bích hay là chị bé Tí là Cherry có thấy tin này, hoặc có ai nghe mà biết được, xin hãy liên lạc với Hà là Jenny, con gái út của bà Kháng, hiện đang sống tại Australia qua email.
jennyng19@gmail.com. Ba Kháng rất mong nhận được tin của gia đình bà Vui. Em cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị. Chúc anh chị và gia đình luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Bà Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn rất nhiều và xin được nhắc lại email của Jenny Hà là jennyng19@gmail.com. Bà Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sáng ngày thứ năm lẹ quá lòng người. Cứ thứ năm là tới thứ sáu, tới thứ sáu là có livestream. Tuần lễ này thì Tam Ca Bất Chấp sẽ hát những bài hát về những người lính nhân dịp lễ cựu chiến binh, thưa quý vị. Xin quý vị hãy gửi những lời yêu cầu và Tam Ca Bất Chấp sẽ gửi tặng đến quý vị. Rồi, ngày hôm nay trước khi mà có những tin vui, mình đố đi luôn. Đố hả? Hy vọng sẽ có thêm tin vui. Tuần này, đầu tuần có hai tin vui liên tiếp. Nhiều tin vui quá Long ơi. Giờ làm Long căng thẳng làm sao? Đố căng thẳng. Đố chịu nổi không? Đố câu đó dễ lắm. Những cái tỉnh tên của địa danh ở Việt Nam thì thôi. Dễ mà. Đúng không? Ok. Đố Loan. Nơi nào đất nổi thành vòng, có con chim lớn màu lông tuyệt vời. Đó là nơi nào? Đất nổi thành vòng. Ba. Con chim màu lông tuyệt vời lẫn công. Hai. Một. Màu lông tuyệt vời nhiều chim lắm đó. Chim gì? Con phụng. Chim phụng nè. Không, mà ta nghĩ tới chim công mà. Nhưng mà ta nghĩ ra chữ rồi, đừng có dẫn dắt đi sai. Không, không, Lộc chỉ là muốn cho Lon biết là cái hướng dẫn Lộc nó dễ dàng vậy thôi. Là nơi nào đất nổi thành vòng, có con chim lớn màu lông tuyệt vời. 4, 3, 2, 1, rèn hết giờ. Công đúng không? Gì công? Công, con chim công. Rồi cái đất nổi thành vòng là cái gò. Gò công. Câu trả lời cuối cùng. Gò cọc. Chính xác. Nơi nào đất nổi thành vòng, có con chim lớn màu lông tuyệt vời, chính là gò cong. Đơn giản như đàn giỡn. Khó. Khó. Đúng là khó. Những người nào mà không biết miền Tây thì không biết gò cong đâu. Nhưng mà những người nào mà như Loan thì biết dễ quá. Câu này mới khó nè Loan. Cái câu kia mới rô đai máy thôi. Giống như cái xe mới mua về mình rèn cho cái máy nó trơn chút xíu. Câu này. Nhưng mà phải trả lời nhanh nha. Gì vậy? Khó mà trả lời nhanh nữa. Sao chịu nổi? Bởi vậy mà mình mới đố. Rồi. Đố vậy nó mới vui. Đố đi. Ba giây nha. Bốn giây đi, cho thêm giây nữa đó. Tỉnh nào ở cuối nước Nam, người trên thượng giới vui đùa cùng sông. Bốn. Cuối nước Nam. Ba. Hai. Nằm miền một, Tây hả? Rèn. Người trên thượng giới. Tỉnh nào? Nam. Tỉnh nha. Tỉnh nào ở cuối nước Nam, người trên thượng giới, trên giới vui là đùa cùng sông. Tiên. Biết rồi. Người trên thượng giới là tiên gì? Vui đùa cùng sông là sông nước. Sông là river. Tự nhiên xong là river. Người ta nói tiếng Việt chứ đâu phải tiếng Anh đâu mà có river ở trong nữa. Từ từ Bảo Lộc, đừng có nôn. Nôn xong nôn. Nãy giờ quý vị thấy không, 30 giây có rồi là mình cho quy định có 4 giây thôi. Hà. Gì? Hà là sông gì? Người ta muốn đi vòng chứ. Chưa chắc mà. Chưa chắc. Sông còn được gọi là cái khác nữa luôn. Gọi gì nữa? River. Hà Tiên. Hả? Hà Tiên. Câu trả lời cuối cùng. Hà Tiên. Chính xác. Tỉnh nào ở cuối nước Nam, người trên thượng giới vui đùa cùng sông. Trên thượng giới có tiên mà vui đùa cùng sông là Hà. Hà Tiên. Quá đơn giản như đang giỡn. Ồ mà Hà Tiên ngộ quá. Cát màu đen. Ngộ quá, đúng rồi. Loan Lộc đi tới đó cũng lâu vậy lắm nè. 30 năm có. 30 năm mà Lộc với Loan chưa đi tới đó. Ừ. 11 về Việt Nam phải đi Hà Tiên. Đúng rồi. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.